Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, gần tới mùa Giáng sinh, gọi là lễ hội Noel của ngày 24, 25 tháng 12, tôi có một vài lời, một vài điều để nói lên cái ngày lễ này. Có thật sự là ngày này là ngày Chúa Giáng sinh hay không? Mời các bạn theo dõi. Trải qua 20 thế kỷ, tất cả những gì chúng ta biết về con người Giê-xu được mệnh danh là Chúa Cứu Thế hoặc Ngôi Hai, Thiên Chúa xuống thế làm người, đều do bốn cuốn sách mỏng được viết bằng tiếng Hy Lạp trong thế kỷ thứ nhất, gọi là Phúc Âm, Gospel, Tin Mừng. Nhưng trong số bốn cuốn sách đó thì chỉ có hai cuốn Matthew và của Luke viết về sự ra đời của Giê-xu mà thôi. Sách của Matthew được viết vào đầu thập niên 80. Sách của Luke được viết sau đó khoảng 10 năm. Như vậy, hai sách phúc âm viết về sinh nhật của Giê-xu đều đã được viết ra sau khi Giê-xu đã sinh ra 80 đến 90 năm. Điều đó cho thấy các sự liên quan đến sự ra đời của Giê-xu điều đã do các tác giả phúc âm bịa đặt hoặc chỉ ghi lại theo các lời truyền khẩu vô căn cứ mà thôi. Điều đáng chú ý là cả hai sách phúc âm này đã đưa ra những chi tiết về năm sinh, nơi sinh của Giê-xu và các sự kiện liên hệ mâu thuẫn nhau. Nhưng người ta đã tổng hợp tất cả các mâu thuẫn đó để tạo nên huyền thoại Giáng sinh như ta thấy hiện nay. Hàng năm, trong phần lớn các nước Âu Mỹ, người ta kỷ niệm mùa Giáng sinh trong 40 ngày, kéo dài từ 20 ngày trước đến 20 ngày sau, 25 tháng 12. Họ thường bày cây thông trong nhà làm giả hang đá Bethlehem bằng giấy bồi và đặt ở trong đó một tượng sinh nhật gồm con máng cỏ với chú hài đồng. Bà Maria và ông Joseph chắp tay quỳ dưới con mới sinh của mình, sát cánh hang đá có vài con bò và lừa đang là hà hơi sưởi ấm cho Chúa. Ngoài cửa hang đá lấp ló, ba ông vua phương Đông đến thờ lại Ngài. Trên không trung lúc ấy có nhiều thiên thần ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là đại cương về những hoạt cảnh thường thấy trong dịp lễ Giáng sinh của Chúa Kitô, Christmas. Chúa theo niềm tin của người Công giáo chính là vị Thượng Đế đã tạo dựng vũ trụ. Nhưng vì quá thương loài người nên Ngài đã hạ mình xuống thế mặc xác phàm để chịu chết chuộc tội thiên hạ. Có thể coi những điều này là bản tóm tắt về niềm tin Kitô. Vào đầu thế kỷ 20, thi sĩ Anh giáo Sir John Betiman đã làm bài thơ Christmas, trong đó có những câu nói lên nỗi thắc mắc của ông đối với niềm tin truyền thống này. Bài thơ tạm dịch: có thật không, có thật không, đây là chuyện đáng sợ vô cùng. Tôi thấy hình trên kính cửa nhà chung, một chú bé trong chuồng bò máng cỏ, là người sinh ra sao trên đời trời và biển cả mênh mông. Chú nhóc cũng chuộc tội tổ tông cho tôi hả? Các tín đồ Kitô giáo trong đế quốc La Mã bắt đầu làm lễ kỷ niệm sinh nhật của Chúa từ năm 336 do lệnh của hoàng đế Constantine. Hoàng đế đã thống nhất các giáo phái Kitô thời đó để lập ra đạo Công giáo, nhưng chính hoàng đế không tin đạo. Bản thân hoàng đế là giáo chủ của đa thần giáo La Mã, Roman Paganist. Ông ấn định ngày lễ Noel là ngày 25 tháng 12 vì ngày này là ngày mừng sinh nhật thần mặt trời vạn thắng của đa thần giáo La Mã. Ngày nay, các tín đồ Kitô, Công giáo Tin Lành, Chính thống giáo
Kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giêsu thực chất là kỷ niệm sinh nhật thần mặt trời vạn thắng của đa thần giáo La Mã. The Apostle Gilda to Chitan là London 1998 B36 phần 36 đấy. Qua hơn 1.000 năm sống dưới ách thống trị của đế quốc La Mã và đế quốc Vatican, hầu hết dân chúng các nước Âu Châu đã mặc nhiên chấp nhận những ngày lễ của Kitô giáo như những tục lệ xã hội. Từ đầu thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20, Âu Châu bành trướng thế lực ra khắp thế giới qua chủ nghĩa thực dân đế quốc. Ảnh hưởng văn hóa của họ cũng nhờ đó mà chiếm được một địa vị trên thế giới, dù tin hay không tin Giêsu. Hiện nay hầu hết các dân tộc trên thế giới đều sử dụng dương lịch được sang định bởi tu sĩ Công giáo Dionysius Exiguus vào thế kỷ thứ 6. Năm sinh của Giêsu là cái mốc của dương lịch. Năm 2000 đã được cả thế giới tưng bừng đón chào như buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ 3. Tất nhiên đó chỉ là một điều quy ước, nói đúng hơn thì đó là một hành vi bá quyền văn hóa của phương Tây. Nhân dịp lễ Noel năm nay, chúng ta thử đem ra bàn luận một số vấn đề liên quan đến thân thế của Giêsu. Vấn đề ngôi sao lạ xuất hiện trong đêm Noel đầu tiên có thật không? Đa số dân Mỹ hiện nay nghĩ về Noel. Những biểu tượng về lễ Noel từ xưa đến nay đã biến chuyển như thế nào? Về thân thế của Giêsu, hai vấn đề được nêu lên là Giêsu đã thật sự sinh ra năm nào và tại đâu. Theo phúc âm của Matthew thì Giêsu sinh ra 2 năm trước khi vua Herod qua đời. Mark 2:15. Sử sách Do Thái ghi nhận vua Herod băng hà năm 4 trước công nguyên. Như vậy Giêsu đã sinh ra năm 6 trước công nguyên. Trái lại, phúc âm của Luke viết Giêsu đã sinh vào năm có cuộc điều tra dân số và đúng vào thời Quirinus làm quan tòa quyền ở xứ Syria. Luke 2:2. Sử gia Do Thái sống trong thế kỷ thứ nhất là George Fuld đã ghi nhận hai sự kiện nêu trên xảy ra năm thứ 7 sau công nguyên. Hai sách phúc âm đưa ra hai năm sinh khác nhau của Chúa cách nhau 13 năm. Vì thế ngày nay chúng ta không thể nào quyết đoán được năm sinh thật của Ngài. Đó là năm 2001 không có nghĩa là năm Giêsu 2001 tuổi. Vấn đề thứ hai về thân thế và là Giêsu đã sinh ra tại đâu? Matthew viết Chúa đã được sinh ra trong nhà. Ngôi sao lạ đã dẫn đường cho ba vua phương Đông đến thờ lạy Ngài và căn nhà này ở Nazareth. Phúc âm của Luke viết Chúa sinh ra trong máng cỏ nuôi súc vật ở hang núi Bethlehem. Từ Nazareth đến Bethlehem cách nhau 90 dặm, tương đương 113 km. Lúc không có nói gì tới ngôi sao lạ và ba vua phương Đông. Hiện tượng ngôi sao lạ đêm Noel được khoa học giải thích như thế nào? Năm 1606, nhà thiên văn học trứ danh Johannes Kepler đã trình bày hiện tượng ba hành tinh gồm sao Thổ, sao Mộc và sao Hỏa nằm trên một đường thẳng với trái đất. Hiện tượng này bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12 năm thứ 7 trước công nguyên. Chu kỳ của hiện tượng thiên văn này là một lần trong 805 năm. Vì cả ba hành tinh nằm trên một đường thẳng với trái đất nên từ trái đất nhìn lên bầu trời ta có cảm tưởng là ba sao là một.
do ánh sáng tỏa chiếu khiến sự tụ hội của ba vì sao đã tạo thành một khối sáng lớn lạ thường trên bầu trời. Lịch sử Ba Tư ghi nhận sự kiện sâu lạ này đã khiến cho dân chúng khắp nơi xung sao lo sợ, vì họ cho đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Matthew thấy chuyện sao lạ hấp dẫn nên đem vào phúc âm để biến sự ra đời tầm thường của Giêsu thành sự giáng sinh của một vị thần thánh siêu phàm. Cũng nhờ cái tài phỉa chuyện của Matthew nên ngày nay người ta thường làm đèn ngôi sao nơi hang đá Noel, được dán đủ thứ đèn màu ở quanh nhà trong mùa Giáng sinh, Christmas season. Đa số người Mỹ hiện nay nghĩ gì về sự ra đời của Giêsu? Có lẽ phần đông chúng ta nghĩ rằng dân Mỹ là những người có tinh thần thực dụng nhất thế giới. Nhưng trong thực tế thì đa số dân Mỹ hiện nay vẫn còn tin vào phúc âm, Thánh Kinh, Tân Ước. Đối với các tín đồ Phật giáo thì sự đản sinh của Đức Phật chỉ đơn thuần có nghĩa là sự ra đời của Đức Thích Ca mà thôi. Trái lại, đối với tín đồ Kitô giáo, kể cả Công giáo lẫn chính thống và Tin lành, thì sự ra đời của Chúa Giêsu là một bước đầu trong chương trình thiêng liêng của Thiên Chúa. Bước thứ hai là sự tái lâm, sinh ra lại của Chúa Giêsu trong ngày tận thế, rồi sau đó nước Chúa sẽ trị đến trên toàn địa cầu cho đến muôn đời. Để trình bày vấn đề này, tôi xin mượn ý kiến vài tài liệu trong bài viết nhan đề Sự giao ước trong lễ Giáng sinh đăng trên tạp chí United News và What Did Post December 19 năm 1994, trang 62, trang 71. Ý niệm về sự giao ước giữa Thiên Chúa và loài người là một ý niệm đặc biệt của Do Thái giáo và Kitô giáo. Khoảng năm 1250 trước Công nguyên, Moses lập ra đạo Do Thái đã đặt đạo này trên căn bản một giao ước giữa dân tộc và Thiên Chúa. Dân tộc Do Thái chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là Jehovah. Ngược lại, Jehovah sẽ chọn Do Thái làm dân riêng của Ngài. Khi Kitô giáo được hình thành vào thế kỷ thứ nhất, những người sáng lập ra đã đưa ra một giao ước bịa đặt mới giữa toàn thể loài người và Thiên Chúa. Chúa Giêsu là con của một Thiên Chúa xuống thế làm người và chịu chết chuộc tội thiên hạ. Ai tin Ngài sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị sa hỏa ngục đời đời. Người Kitô giáo gọi sự việc giao ước của đạo Do Thái là cựu ước, và gọi giao ước với của đạo Kitô là tân ước. Người Mỹ da trắng đều có nguồn gốc Âu Châu, có lẽ vì vậy đa số dân Mỹ đã bị ảnh hưởng văn hóa Kitô giáo từ lâu đời. Theo báo US News and World Report thì hiện nay có tới 61% dân Mỹ tin rằng sự Giáng sinh của Chúa Kitô gắn liền với lời tiên tri huyền nhiệm. Đó là sự phục lâm của Chúa Kitô trước đây là biến cố của ngày tận thế và mở đầu cho nước Chúa trên trái đất này. 61%. Vào năm 1000, toàn thế giới Kitô giáo sống trong hồi hộp lo sợ, vì đa số tín đồ tin rằng ngày phục lâm của Chúa Kitô đã đến. Sử gia Henry Forsyth đã viết rằng hầu như mọi sinh hoạt ở Âu Châu bị ngưng lại vào cuối năm 999, vì mọi người nghĩ rằng mình đang sống trong buổi chiều của thế giới. Điều đáng ghi nhận là ngày 1 tháng 1 năm 1000, toàn thể dân chúng trên đảo Iceland vì sợ ngày tận thế đã kéo nhau xin rửa tội theo đạo hết. Trong những năm cuối thế kỷ 20, rất nhiều giáo phái Kitô lại ồn ào tuyên truyền về ngày tận thế, vì ngày tận thế gắn liền với sự phục lâm của Giêsu và niềm hy vọng về nước Chúa trị đến.
giáo phái cùng nhất là The Seventh Day Adventist, giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm, những vụ tự sát tập thể ở Waco, Texas, Hoa Kỳ của nhóm Rat David Dan năm 1993, nhóm Sola Thêm ở Thụy Sĩ và Canada năm 1994 và nhóm Heaven Gate ở San Diego, California, Hoa Kỳ. Điều đó liên quan đến giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm nói trên. Rất nhiều giáo sĩ thuộc các giáo phái Kitô viết sách, viết báo hoặc trao giảng tại nhà thờ để tiên đoán về ngày tận thế. Tất cả đều đã bị thất bại, ê chề, nhục nhã vì ngày tận thế mà họ ồn ào trao giảng và quả quyết đã không xảy ra. Tuy vậy, giáo lý về sự phục lâm của Chúa Kitô vẫn là một niềm tin quan trọng trong đạo Công giáo cũng như trong các giáo phái Tin Lành. Trong tác phẩm Deception and Might of the People, phần 423, sử gia Mỹ Lord Graham đã phải than rằng trải qua 2000 năm, người Tây Phương vẫn chưa có đủ sự hiểu biết để thực tế để nhận ra niềm tin của mình là sai trái. Đó cũng là một điều lạ nhưng có thực đối với một quốc gia được gọi là văn minh. Ngay cả sau New York và Ngũ Giác Đài bị khủng bố, bà Hillary Clinton, vợ của cựu tổng thống Bill Clinton, hát bài God Bless America, Chúa ban phúc lành cho nước Mỹ. Chúa ban phúc lành, cách sao mà Chúa không cứu được để hai tòa nhà lâu đài và lầu năm góc bị khủng bố làm sập và nhiều ngàn người vô tội chết. Những biểu tượng của ngày lễ Giáng sinh đã biến chuyển như thế nào? Mặc dù hiện nay sống trong một thời đại văn minh nhưng vẫn có tới 61% dân Mỹ có niềm tin Kitô. Báo West Coast Times California 24 tháng 5 năm 1996, ký giả Paul Wright tường thuật cuộc thăm dò căn bản về khoa học cho thấy rằng 75% dân Hoa Kỳ dốt nát về khoa học và tài chính. Không quá 50% lớp tuổi trưởng thành biết rằng quả đất quay quanh mặt trời hàng năm. 75%. Đây là phần giải thích một đoạn tiếng Anh. Vào thời kỳ trước Mỹ lập quốc cách đây trên 200 năm, chắc chắn số dân Mỹ có niềm tin Kitô còn cao hơn nhiều. Nhưng không phải vì thế mà nước Mỹ lọt vào tay các nhà lãnh đạo cuồng tín. Từ vị tổng thống tiên khởi là Washington đến nay, hầu hết các vị lãnh đạo tối cao trong nước đều là hội viên bí mật của hội Tam Điểm. Chủ trương của hội này là chủ nghĩa nhân đạo thế tục, hoặc còn gọi là chủ nghĩa nhân đạo tự do. Những người lãnh đạo Hoa Kỳ thấm nhuần tư tưởng của các triết gia thuộc phong trào khai sáng thế kỷ 18 ở Âu Châu và kinh nghiệm đau thương về các cuộc chiến tranh tôn giáo trên thế giới, nên đã áp dụng chính sách tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị. Điều này được ghi rõ trong Tu Chính Án 1 và 14. Chính quyền Mỹ không cấm đạo nhưng họ không khéo giáo dục và chuyển hóa tâm lý quần chúng bằng nhiều phương cách hòa bình. Ngày nay, thay vì đi nhà thờ mừng lễ phục sinh, người ta chỉ cần bày trước cửa nhà mấy cái trứng nhuộm màu đủ màu. Thay vì hợp tiền cho cha cố để xin lễ cầu hồn trong dịp lễ các thánh và lễ các linh hồn 31 tháng 10 và 1 tháng 11, người ta chỉ cần trưng bày vài trái bí đỏ hay treo vài cái màn nhện, vài bộ xương người giả trước cửa nhà cho vui. Ở các nước Công giáo nghèo và lạc hậu, biểu tượng của ngày lễ Noel thường là đèn ngôi sao và hang đá Noel làm bằng giấy bồi có bộ tượng Noel. Ở nước Mỹ này, chúng ta không thấy đèn ngôi sao và hang đá Noel làm bằng giấy bồi với những bộ tượng sinh nhật trong dịp lễ Noel. Đi đâu chúng ta cũng chỉ thấy những cây thông và thật và giả.
những con nai giả kéo xe trượt tuyết và những ông già Noel bụng phệ. Tất cả những thứ này chẳng có liên hệ gì đến Giê-xu. Cũng như ở các nhà thờ Mỹ, chúng ta không thấy hang núi đá lộ Đức, vì hang đá này là biểu tượng cho hai tín điều Công giáo: tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và tín điều Giáo Hoàng không thể sai lầm. Nhưng hai tín điều này chỉ có là niềm tin mà thôi. Còn thực tế thì đã có quá sai lạc, tôi sẽ trình bày trong một dịp khác. Biểu tượng thật sự cho lễ Giáng sinh ở Mỹ là mùa thu hoạch. Lợi tức của giới thương gia là kỳ nghỉ dài để những người đi làm xa về thăm gia đình hoặc để vui chơi trong các cuộc truy hoan say sưa quý quý. Nói rõ hơn, Noel là lễ Giáng sinh chỉ là một ngày lễ truyền thống và mùa Tết được nghỉ nhiều ngày hơn là mang ý nghĩa tôn giáo. Tại nhiều quốc gia khác cũng thế, ngay cả Nhật Bản, nơi chỉ có 1% là Tin Lành, Công giáo không đáng kể, số còn lại là Phật giáo, nhưng họ cũng tổ chức mùa Noel rầm rộ để bán hàng. Còn tại Việt Nam, thanh niên, thanh nữ, nam thanh nữ tú cũng có dịp đổ ra đường trước đêm Noel để vui chơi. Và trong các vùng có nhiều tín đồ Công giáo thì đó là ngày đau khổ nhất cho loài chó, vì bị giết để ăn tiệc. Một điều không ai muốn nhưng vẫn luôn luôn xảy ra là trong lễ tạ ơn Thanksgiving của Mỹ là ngày đau thương nhất cho hàng chục triệu con gà Tây bị giết, và dịp lễ Giáng sinh là một hàng ngàn tai nạn lưu thông với nhiều xác người trên xa lộ. Phải chăng đó là một biểu tượng thực tế của mùa Giáng sinh tại đất nước văn minh số 1 thế giới? Tại Anh Quốc, cuộc thăm dò năm 2000 của tiến sĩ Peter Rayleigh về tín đồ Công giáo và Tin Lành hàng năm đi lễ nhà thờ chỉ còn 7,5%. Ông tuyên đoán khoảng 40 năm nữa, con số này chỉ còn 0,5%, nghĩa là Công giáo và Tin Lành không còn hiện hữu ở Anh Quốc. Đó là một số tư liệu mình muốn gửi gắm đến những người còn chưa tỏ tường về vấn đề ngày lễ Noel, thật sự ngày lễ Noel rầm rộ để bán hàng khuyến mãi nhiều nữa thôi, thật sự ra chẳng có ích gì. Mình sẽ làm một bài sau về người Phật tử theo đạo Phật khi vui chơi lễ Noel thì sẽ như thế nào, và người có đủ bản lãnh thì sẽ vui chơi ra sao. Rất tiếc trong cái clip này mình làm về loài chó để mình tôn vinh những con vật, con chó quý trọng hơn những cái ngày lễ như thế này. Mình chỉ sợ mất hai con chó thôi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Sorry các bạn.